Xin chào mọi người, cùng cắm hoa với mình nhé. Tự nhiên lấy được cái bánh lên thì mẹ cười. Con ăn thế. Ngày xưa ở bọn mẹ cái chi là đắt nhất. Hả? Ngày xưa ở bọn mẹ ngày hồi trước bà Tần với bà Nhắn là có bán không? Ủa? Hai bà đã bán lâu rồi bà. Bán từ hồi mẹ đang còn con nít, mẹ đi học ở bên đứa là hai bà đã bán rồi mà. Ờ, thế là bà, hai bà thì bán được mấy chục năm. Năm nay là mẹ 28 tuổi. Khi mẹ học lớp 1 là mẹ cũng 6 tuổi, 7 tuổi. Thì mà nó cũng bán được cả 20 năm rồi đó. Hồi nào nhà mình nhắn nhà bà đó. Nhà bà đó xây được một cái căn nhà đúng rồi. Lần đầu tiên cô thấy bán tạp hóa mà lại tiền của tạp hóa bán mà lại xây được một căn nhà to hơn. Đây mẹ hai miếng con hai miếng này. Đây.
Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Bye bye.